Ok, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Alphard Computer. Như các bạn đã biết thì CPU Intel Core i5 8400 là một trong những dòng CPU tầm trung, phải nói là cực kỳ thành công của Intel trong năm 2018, khi mà nó đáp ứng đủ cho chúng ta về cái hiệu năng ở trên giá thành. Và hai cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái sự thành công của chiếc CPU này đó chính là về cái số lượng của chiếc CPU này bán ra cũng như là về cái mức giá thành. Mình nhớ không nhầm thì cái thời điểm mà nó ra mắt thì chiếc CPU này nó chỉ có mức giá loanh quanh đó chính là hơn 4,6 triệu đồng mà thôi. Tuy nhiên sau hơn một năm ra mắt rồi, cái mức giá của nó không chỉ giảm mà nó còn tăng lên đến tận hiện tại đang có mức giá đó chính là khoảng hơn 5 triệu đồng. Tuy nhiên, một sản phẩm dù tốt thế nào đi chăng nữa thì nó cũng phải gọi là lùi bước để cho người tiền nhiệm của nó được ra mắt. Và ý mình đang nói đến ở đây đó chính là chiếc CPU Intel Core i5-9400F, một trong những người kế nhiệm của i5-8400. Và cùng xem thì chiếc i5-9400F này nó sẽ thể hiện như thế nào và liệu rằng nó có thể trở thành một trong những người tiền nhiệm xứng đáng cho chiếc i5-8400 hay là không. Tất cả những điều đấy sẽ được mình cùng với các bạn làm rõ trong video này. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Trước khi đi vào bài test thì mình có một cái lưu ý nhỏ nhỏ cho các bạn, đó chính là về hai chiếc CPU này thì nó chỉ chênh lệch nhau về mức giá bán từ 1 cho tới 200.000 mà thôi. Còn ngoài ra những cái thông số cơ bản bên trong thì nó cũng gần y chang tương tự như nhau. Sự khác biệt duy nhất đó chính là về chiếc Intel Core i5-8400 này thì nó sẽ được trang bị nhân đồ họa tích hợp, đó chính là Intel Graphics 630, cũng như là xung nhịp ở mức cơ bản và mức turbo thì nó sẽ thấp hơn 0.1GHz so với chiếc i5-9400F. Ngoài ra thì nó cũng không có điểm gì khác biệt, như là nó đều có 6 nhân 6 luồng, rồi nó đều được sản xuất ở trên tiến trình 14 nanomet và mức tiêu thụ điện năng của nó cũng vẫn là 65W mà thôi. Và vậy nên thì bọn mình sẽ sử dụng chung một cái cấu hình để có thể test cho hai chiếc CPU này, đó chính là main B360M Aorus Pro, rồi 2GB Aorus với dung lượng là 16GB, cuối cùng đó chính là một chiếc card đồ họa GTX 1660 cũng đến từ Gigabyte luôn. Và cùng xem thì hai chiếc CPU này nó sẽ thể hiện như thế nào. Cùng bắt đầu đi vào bài test ngay bây giờ. We'll be right back.
Và như các bạn có thể thấy ở trong quá trình mà mình test game ở trên hai chiếc CPU này thì sự khác biệt của nó không quá là lớn. Với chiếc i5-9400F thì mặc dù cái xung nhịp của nó là cao hơn một chút 0.1GHz thì nó vẫn cho chúng ta một cái kết quả gọi là cái hiệu năng nó cao hơn, nhưng cái hiệu năng ở đây thì thực sự nó không đáng kể đến. Còn về trong quá trình làm đồ họa thì chiếc i5-8400 do nó được tích hợp cái nhân đồ họa đó chính là Intel Graphics 630, vậy nên thì nó cho chúng ta một trong cái hiệu năng làm việc với những ứng dụng làm đồ họa một cách ngon lành hơn, nó cho chúng ta render nhanh hơn. Vậy nên thì cái câu hỏi đặt ra đó chính là liệu rằng đang dùng CPU Intel Core i5-8400 có nên nâng cấp lên 9400F hay là không, thì câu trả lời chắc chắn ở đây đó chính là không. Tuy nhiên nếu như các bạn chỉ cần một chiếc CPU để phục vụ với nhu cầu chỉ mình chơi game thì i5-9400F sẽ là một trong những sự lựa chọn mà các bạn không nên bỏ qua, với mức giá thành của nó thì rẻ hơn i5-8400, và ngoài ra thì đây là một trong dòng CPU thế hệ mới nữa mà cái hiệu năng của nó vẫn nhìn hơn so với chiếc i5-8400 kia. Và các bạn nghĩ sao về hai chiếc CPU này? Liệu rằng các bạn sẽ lựa chọn i5-8400 thế hệ cũ hay là i5-9400F thế hệ mới này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.